Thứ bảy rồi, hello thứ bảy. Xin gửi lời chào của Eman đến tất cả anh chị khách hàng thân yêu gần xa. Chào mừng tất cả anh chị đến với video trên sóng của Eman ngày hôm nay thứ bảy ngày 28 tháng 9 năm 2024. Hôm nay thì như thông lệ một tuần Eman sẽ lên sóng cập nhật, giới thiệu và báo giá tổng hợp tất cả những mẫu xe tại showroom. Và hôm nay thứ bảy Eman về quá nhiều xe đẹp, rất nhiều những mẫu xe mới về đang để ngay mặt tiền showroom. Lát nữa chờ anh chị cùng theo dõi. Và hôm nay thì Eman sẽ lên sóng cập nhật báo giá xe mới về, cũng như là điều chỉnh giảm giá một số mẫu xe làm lâu hơn. Bên Eman thì tất cả xe bán ra đều được cam kết chất lượng bằng văn bản, có hỗ trợ trả góp cho anh chị và có nhận thu mua trao đổi xe tận nơi. Anh chị có những xe đời thấp cần đổi đời có thể là inbox trực tiếp để bên Eman tính giá cáp đổi anh chị nhé. Và Eman xin phép được giới thiệu vị trí showroom nhà Eman: siêu thị ô tô Bình Dương, ngã ba Học Xã, trên trục đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đấy, và hôm nay thứ bảy anh chị có thể thấy là xe nhà Eman đã đậu từ ngoài và trong rất là nhiều đây. Thậm chí là ở bên đây cũng có xe luôn. Đây, bên đây cũng đã kín xe rồi. Đấy, bên đây cũng đã kín xe rồi. Đấy, và bên trong, không gian bên trong kia thì cũng không có chỗ đậu luôn. Đấy, và hôm nay thì Eman sẽ báo giá tổng hợp, anh chị ưng, anh chị thích mẫu nào thì inbox Eman để Eman hỗ trợ mức giá tốt nhất anh chị nhá. Rồi, ngay sau đây thì Eman sẽ cập nhật và báo giá những mẫu xe mới về rất nhanh thôi. Anh chị có thể là kết nối vào hai số line của Eman, Eman sẽ gửi chi tiết cho chị hình ảnh này, video cũng như là giấy tờ chiếc xe anh chị nhá. Ngay sau đây thì giới thiệu và chiếc xe màu đỏ đây, Eman cực kỳ thích này. Em này thì vừa về luôn, Yaris G 2019 1.5G màu đỏ đây. Một chiếc xe mà rất nhiều anh chị mong muốn mua đây. Đặc biệt là các chị gái nhá. Em này của Eman thì đang đi 7.3 vạn, đã lên màn hình Android GoTech Cam 360 rồi. Đấy. Bạn camera sẽ quay phần đầu luôn cho anh chị coi. Đấy. Nội thất sẽ là màu kem nguyên bản, em này lên lốp mới luôn. Giá nó đang là 489 triệu cho chiếc Yaris G 2019 này. Một chiếc xe mà giá nó rất là cứng nhá, không hề rẻ luôn, nhưng mà đây một chiếc xe có cái đặc cấp riêng. Đấy. 489 ASEAN, hôm nay em ăn về số sàn bản đủ đây, 2021 đây. Chiếc này là số sàn bản đủ 2021, xe vừa về luôn. Odo hiện tại đang là 18.000, xe đã lên ghế da cho chị rồi. Em này đang có mức giá là 389 triệu đồng, số sàn bản đủ 2021 nha chị nhá. Xe đẹp, rất đẹp luôn. Đây, tiếp theo qua bên đây, một chiếc xe thể thao mạnh mẽ bậc nhất phân khúc vừa cập bến showroom nhà em ăn đây. Một em Honda Civic phiên bản RS, động cơ 1.5 turbo 2019. Xe này một chủ đầu lăn bánh đúng 6.3 vạn. Em này thì nhà Eman đổi chiếc Fortuner Legender với khách hàng, nên là chiếc xe này còn đây, một chủ đầu. Xe đã lên lốp mới rồi và khá nhiều đồ chơi bên trong. 619 triệu đồng cho chiếc Honda Civic này RS. Tiếp theo, Hyundai Accent số tự động phiên bản tiêu chuẩn 2022. Xe này của Eman mang nước sơn màu đen, chạy chuẩn chỉ đồng hồ 9.000 cây. Nên là như vậy thì hiện tại Eman đang có khoảng 6 chiếc ASEAN như chị ạ, bộ sưu tập ASEAN rồi. 9.000 km, đăng kiểm đến tháng 3 2025. Em này đang có mức giá cho chị là 439 triệu đồng. Lưu ý xe mới đi 9.000 km thôi. Mazda 6 2021 2.0 Bre, chiếc này có gói tùy chọn cao cấp, xe đang lăn bánh 32.000 km chuẩn. Mức giá hiện tại đang là 699 triệu đồng cho chiếc Mazda 6 này. Bên đây thì có hai mẫu xe, trong đây thì Eman đã nhận cọc hết rồi nhá. Vios hay là Atit thì đã nhận cọc rồi, chờ giao cho khách hàng. Rồi, mấy chị vào đây với Eman rất nhanh thôi. Đấy. Mazda 3 đây, Mazda 3 2020 phiên bản Dynac 2020, xe đang đi đúng 41.000 km chuẩn. Mức giá hiện tại đang là 499 triệu đồng. Hyundai Accent đây, cũng là một chiếc Accent này tự động phiên bản đặc biệt 2022 màu đỏ. Chiếc này của Eman đang lăn bánh chuẩn chỉ đồng hồ 58.000. Đây là xe cũng luôn là cái sản phẩm nó không đồng nhất về chất lượng. Có xe đi nhiều, xe đi ít, thì xe nào mà đi nhiều thì Eman sẽ bán giá của xe đi nhiều. Xe nào đi ít sẽ bán giá đi ít. Chị nên là chị đến nhà Eman thì sẽ mua được sản phẩm tiền nào của đó. 458 triệu bản đặc biệt 2022. Đấy. Vios số sàn 2022. Chiếc này đang đi ở 42.000 km, mức giá hiện tại đang là 399 triệu đồng. 399 triệu đồng cho chiếc Vios số sàn này nhá. Đây là phần đuôi sau của chiếc Civic này. Đây, cameraman đứng đây để quay cho chị form dáng của chiếc Civic rất thể thao mạnh mẽ. Đây là bản cao nhất nhá. Lên bô này. Đấy, đuôi gió này. Đấy, giải LED này. Đấy, bản RS nhá, 619. Tiếp theo bên đây là một cặp Kia nữa này. Kia Cerato, em này khá là mới, khá là cọp, bởi vì 2019 chủ xe mới đi đúng 38.000 thôi. Kia Cerato 2019 phiên bản 1.6 AT Luxury, xe full lịch sử hãng luôn, 489 triệu đồng.
giá thì nó sẽ hơi cứng bởi vì xe đi ít, màu trắng nữa anh chị nhá. K3 2.0 Cobra 2022, xe đang đi 43.000 km chuẩn nguyên bản. Mức giá hiện tại đang là 598 triệu cho chiếc Kia K3 này, 2022 2.0 Premium. Tiếp tục chúng ta vào trong đây với Eman. Quá nhiều lựa chọn đúng không ạ? Thì mà chị đến nhà Eman này, tha hồ lựa chọn, rất nhiều lựa chọn luôn, hoa mắt luôn đấy chị nhá. Archer i10 đấy ạ. Đây, Eman có Archer số tự động 2023 này. Mới về một chiếc số sàn 2020 dưới kia nữa chị nhá. Chiếc này là 2023 số tự động CVT, xe đi 21.000. Mức giá hiện tại nó đang là 399 triệu đồng cho chiếc Archer này chị nhá. Số tự động, động cơ 1.2 nên nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Ghế da điều hòa auto. Hyundai i10 số sàn bản đủ 2021. Chiếc xe này hiện tại đang lăn bánh có 32.000 km chuẩn thôi. Số sàn bản đủ, sedan hai đầu của chị nhá. Giá hiện tại đang là 326 và trên video hôm nay để chị 318 triệu đồng. Em ăn bớt trực tiếp luôn nha chị nhá. Chiếc nào mà ấy em ăn sẽ bớt rồi. Calaman đi lùi ra với K5, với Sedato, Elantra, Optima. Đấy, Optima này sau một thời gian đi du học vẫn chưa bán được. Đây, em ăn đang có Kia K5 2022 phiên bản Luxury. Chiếc này của em ăn đang lăn bánh đúng 32.000 km chuẩn. Đấy, một chiếc sedan D động cơ 2.5. Mức giá hiện tại đang là 729 triệu đồng. Đấy, Kia Optima 2015 nhập Hàn nguyên trước. Em này đang là 438 triệu, xe đi hơn 9 vạn km. Sedan D đến từ thương hiệu Kia nhập Hàn. Đấy, giá thì nó cực kỳ hợp lý rồi. Quan trọng nhất là gặp anh chị yêu thích cái dòng này rồi. Chạy ngon, mà giá thì nó chỉ như một chiếc hạng C thôi. Đấy, Kia Optima nhá. Đấy, em này thì hơi lâu lâu tí này. Anh chị nào ưng mẫu này cứ báo em ăn để giá không lợi nhuận được chị luôn nhá. Sedato bên đây thì giá hợp lý hơn so với chiếc màu trắng này. Em này là màu xanh mà lại là 21 luôn, bản Luxury. Đấy, xe đang đi là 59.000, đã lên màn hình Android lớn rồi. Chiếc này thì chỉ có 499 triệu thôi. Đấy, lên là cao hơn hai đời nhưng mà chỉ cao hơn 10 triệu so với chiếc 19. Thì thật ra form dáng là giống nhau nhưng chất lượng của chiếc 19 thì lại ít hơn. Và quan trọng nhất là cái chiếc 19 lại được cái màu đẹp hơn. Tiếp theo ở đây em ăn đã có Elantra phiên bản 1.6 Turbo 2020. Xe này đang đi 51.000 chuẩn. Hôm nay đang giảm 10 triệu anh chị luôn. 548 và 538, màu xanh. Xe này thì chủ xe họ đổi màu từ mới ở trong hãng anh chị em. Đã lên màn hình Z-Tech rồi, một chủ đầu 548 còn 538 triệu. Đấy. Tiếp theo, đây chiếc này hôm nay em ăn sẽ giảm cho chị nhá. Ở chiếc này thì nó sẽ không đẹp bằng chiếc 19 bên ngoài kia nên là vẫn đang giảm cho chị 15 triệu cho chiếc này. Đấy. Honda Civic RS 2019. Chiếc này đang đi là hơn 8 vạn và giá đang là 619 để 604 triệu. Đấy. Cola Atit số sàn chiếc 15 thì em ăn bán rồi. Chiếc này thì đặc biệt nó đi mới có 36.000 km thôi. Giá thì nó sẽ cũng cứng nhưng bù lại chất lượng tuyệt đối, 418 triệu cho một chiếc xe đi đúng 36.000, vỏ theo xe và đã lên ghế da rồi. Đấy. Thêm một chiếc K3 nữa chị này. K3 2022 1.6 Premium. Em này của em ăn đang lăn bánh chuẩn chỉ đồng hồ 38.000, mức giá là 568 triệu đồng. Em ăn còn một chiếc K3 màu trắng 2024. Xe mới đi có 14.000 thôi thì giá nó cũng chỉ có 599 thôi chị, 24 màu trắng luôn. Tiếp theo là một chiếc Honda City phiên bản CVT 2020. Xe đang đi 59.000, đã lên ghế da, lên màn hình đầy đủ hết rồi. Giá đang đi biết là 416 triệu đồng, 416 chị nhá. Đấy. Vios G 2024 đang được điều chỉnh giảm giá cực sâu luôn. 535 triệu đồng, bây giờ chỉ còn 509 triệu cho chiếc Vios G 2024. Đi đúng 19.000 chuẩn này chị ạ. Em này là Man đang bán giá không lợi nhuận bởi vì những chiếc xe đời cao lướt này. Không phải là chúng em An mua được rẻ mà chúng em để cái giá cao đâu, vì là giá mới giảm thì em An bắt buộc phải điều chỉnh giảm. Mặc dù là không có lãi nhưng mà vẫn phải bán thôi chị nhá, còn hơn là để lâu thì càng lỗ. Đấy. Thế này chị ưng mẫu nào thì ủng hộ em An. Tiếp theo là Vios số sàn 2023. Chiếc này thì đang đi có 15.000 km nguyên bản thôi. Cũng đang được giảm giá 10 triệu luôn. Chơi lớn cho chị 10 triệu. 428 còn 418 triệu. Những chiếc nào mà làm lâu lâu một chút em ăn giảm nhé. Đi đúng 15.000 thôi. Xe thì anh chị cứ mang check test giúp em ăn. Sai lỗi em ăn hoàn tiền 100%. Đấy là uy tín của em ăn anh chị nhé. ASEAN đây, ở đây em ăn còn 3 chiếc này. Như vậy là em ăn đang có 6 chiếc ASEAN đấy. ASEAN số tự động phiên bản tiêu chuẩn 2023. Chiếc này đi 35.000 rồi, 458 triệu đã lên ghế ra. Bên đây có một chiếc ASEAN số tự động tiêu chuẩn 23 nhưng chiếc này mới đi có 7.700 cây. Đấy, đã lên cam hành trình rồi. Cùng là 23 nhưng mà em này sẽ cao hơn 10 triệu chị ạ, bởi vì nó mới là 7.700 km. Đấy. Rồi, ở đây thì có một chiếc ASEAN nữa này chị này. Số sàn
phiên bản thiếu bản đủ, tiêu chuẩn 2022. Xe đã lên ghế da, lên màn hình rồi, 375 anh chị nhá, xe là số sàn bản tiêu chuẩn. Tiếp tục ở đây thì Yamaha đang có một chiếc City phiên bản top, hôm nay đang giảm 10 triệu nhá. Top 18 399 Yamaha đang giảm chỉ còn 389 triệu. Xe đang đi 79.000, đã lên màn hình Android, các phụ kiện bên ngoài kèm theo cho chiếc bản top này. 218 điều hòa tự động này, ghế da zin, 399 còn 389 triệu. Cruise số tự động giá rất mềm nha chị nhá. 2017 số tự động LTZ, cửa sổ trời, khóa đầy đủ thông minh. Em xe này thì hiện tại đang có mức giá chỉ có 308 triệu thôi. Động cơ là 1.8 308 cho chiếc Cruise này. Hạng C thì giá mềm nhất phân khúc rồi. Tiếp theo đây, Yamaha có một chiếc Vios số sàn 2013. Em này hôm nay cũng giảm cho chị 10 triệu nhá. 258 còn 248 triệu. 2013, không dịch vụ, không taxi. Số sàn đã lên ghế da rồi, em này đang đi là 100.000 km. 258 để chị 248. Toyota Camry số sàn 204 nhưng mà chất xe cực kỳ đẹp. Em này của Yamaha đang lăn bánh là 160.000 nguyên bản. Thật ra là nhà Yamaha ít những chiếc xe đời sâu này, nhưng mà em này phải gặp những anh chị mà hoặc các chú ấy thích những cái dòng phù khoằm này. Bởi vì những nào mày đi cà phê và pháo rất là hay này chị này. Xe nó còn chắc chắn lắm, Yamaha đã bảo dưỡng đầy đủ hết rồi. Em này đang có mức giá là 238 triệu để chị 230 nhá. Lên nội thất rất là mới, rất là đẹp, lên màn hình Android rồi. Đây là một chiếc xe 7 chỗ này, hai của lùa này, 2012 thôi anh chị nhá, 2012 Lucien M7 2.2 turbo, đi đúng 21.000 km thôi. Anh chị cần một chiếc xe 7 chỗ gia đình rộng rãi như này, ngồi rất là ngon nhá, chỉ có 448 triệu thôi. Đấy, sổ nhập nha chị nhá. Đấy, tiếp theo ở đây thì Yamaha đang có một chiếc Mazda 3 mới về đây. Mazda 3 này là bản Sport nha chị nhá. Đấy, 2021 xe vừa về luôn. Đấy, biển 60 Đồng Nai đây. Đây để Yamaha, chiếc này thì hiện tại nhà Yamaha là 2021 bản 2.0 Luxury Sport đây chị nhá. Bản này nó mắc hơn so với bản sedan. Đấy, lốp thất xe là màu đỏ này. Xe đang đi là 3.5 km. Đấy, mức giá là 589 triệu đồng cho chiếc Mazda 3 này, form hatchback nha chị nhá. Đấy, gọi là Sport đấy ạ. Chiếc này nếu mà lăn bánh mới nó cầm tầm loanh quanh tầm 900 triệu đây chị ạ. 900 triệu đấy. Hiện tại chiếc này đang có mức giá là 589 triệu đồng. Mazda 3 này cái thời điểm lăn bánh rất là mắc, bản Sport đây chị ạ, Luxury 2021 35.000. Đấy. Mấy mẫu này thì Yamaha mới nhận cọc hết rồi, như là Mazda CX-5 này hay là Pajero Sport đã nhận cọc rồi. Đây, dưới đây Yamaha có Creta, có CRV, xe đang dọn nhá. Bình thường thì gầm cao thì sẽ ít xuất hiện ở đây, nhưng mà xe này đang dọn. Chiếc này là Creta tiêu chuẩn 2023. Xe đang đi có 11.000 km thôi. 579 đấy chị nhá, cho chiếc Hyundai Creta 23 bản tiêu chuẩn. Động cơ 1.5 số nhập. Honda CRV 2.0 2015. Xe này một chủ từ đầu, đi hơn 7 vạn, chất xe rất là đẹp. Mức giá hiện tại chúng em đang niêm yết là 528 triệu đồng. Một chiếc xe cuối cùng sẽ dành cho anh chị tài chính ít nhưng muốn kiếm một chiếc xe hạng B tiết kiệm nhiên liệu thì anh chị có thể tham khảo sang chiếc Arc-J này của Man. Mitsubishi Arc-J 2020 chị nhá. Đấy, chiếc này số sàn 268 triệu. Chiếc này thì đi hơi nhiều một chút rồi, hơn 9 vạn một chút thôi chị nhá. Đấy, nên là Man cũng để nguyên cái km này cho chị, 268 triệu cho chiếc Arc-J này. Đấy, anh chị về kết hợp dịch vụ đi gia đình nó rất là hợp lý, bởi vì cái mức tiêu nhiên liệu nó ít, giá nó mềm, nó như một chiếc hạng A thôi. Đấy, rồi anh chị thân yêu ơi, em An đã vừa cập nhật và báo giá tổng hợp tất cả những mẫu xe mới về đang có sẵn tại showroom, điều chỉnh giảm giá một số mẫu xe mà làm lâu. Anh chị quan tâm, anh chị yêu thích mẫu nào thì hãy dành thời gian của mình alo cho em An hoặc lên trực tiếp showroom nhà em An để xem xe, trải nghiệm xe cũng như là thương lượng về giá. Anh chị em một nữa thì em An cảm ơn chị rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình đón xem video của em An báo giá tổng hợp trong ngày hôm nay thứ bảy. Cảm ơn chị và chúc chị một ngày thứ bảy cuối tuần thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình yêu thương của mình. Xin chào, gặp lại anh chị, xin chào.